Thưa Hội Thánh, hồi nãy thì người hướng dẫn đã tiết lộ cho chúng ta tựa đề của bài giảng. Tôi thì chỉ biết có tới ba chìm bảy nổi, còn hồi nãy thì người hướng dẫn thì nói thêm cái câu gì hay hay ở đằng sau kìa. Chính lên đền. Chính lên đền thì tôi phải hỏi những người đi lên đền trên biển cách đây 30 năm, 40 năm phải không ạ? Nhưng đây là một cái thành ngữ mà tự chung thì nói về điều gì quý vị biết không ạ? Nói về ba chìm bảy nổi thì dùng để ví cảnh ngộ của một người đi lên đi xuống, phiêu dạt long đong, vất vả nhiều phen. Đó, đến đây thì chúng ta cảm thấy não nề quá phải không? Cuộc đời không có Chúa là cuộc đời như vậy, thưa Hội Thánh. Và tại sao nó làm cho con người ta như vậy? Tại vì nó có ba điều mà Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta. Chúa Giê-xu cũng là con người, Ngài sanh ra là con người. Cho nên từ chỗ đó Ngài thấy con người có nhiều cái vấn đề mà ma quỷ nó sẽ dùng điều đó để làm cho người ta ba chìm bảy nổi, lên đên, phiêu dạt. Ở đây, chúng ta cùng với nhau đọc ở trong Phúc âm Luca đoạn 12, từ câu 22 cho đến câu 32. Dù thời gian chúng ta không có nhiều, nhưng mà xin quý vị cùng đứng, chúng ta cùng đọc lời của Chúa, thưa Hội Thánh. Ở trong Phúc âm Luca đoạn 12, xin chúng ta cùng đọc lớn lên. Xin bắt đầu. Ngài phán với các môn đồ Ngài: vì thế ta nói với các ngươi, đừng lo lắng về cuộc sống rằng sẽ ăn gì, cũng đừng lo lắng về thân thể rằng sẽ mặc gì. Vì linh hồn quan trọng hơn thức ăn và thân thể quan trọng hơn quần áo. Hãy xem lại quả, chúng chẳng gieo và chẳng gặt, cũng chúng chẳng có kho thóc hay vựa lẫm, thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi thật quý giá hơn loài chim biết bao. Có ai trong các ngươi nhờ lo lắng có thể làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu các ngươi không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao phải lo lắng những việc khác làm chi? Hãy xem loài hoa huệ, coi chúng mọc lên thế nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta nói với các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, vua ấy cũng không mặc áo đẹp như một loài hoa nào trong các hoa ấy. Nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống hay còn sống, mai bị tống vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho chút mặt đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao? Hỡi những kẻ yếu đức tin, các ngươi đừng tìm kiếm về việc ăn gì, uống gì, và đừng quá lo lắng về những việc ấy. Vì các dân trên thế giới tìm kiếm những điều ấy, và cha các ngươi đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. Thay vào đó, hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài, thì các ngươi sẽ được ban thêm những điều ấy nữa. Hỡi đàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì cha các ngươi đã vui lòng ban vương quốc của Ngài cho các ngươi. Quý vị ơi, trước khi ngồi xuống tôi hỏi quý vị rằng quý vị có yêu mến lời Chúa không? Lời Chúa hay quá không? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Cho nên quý vị lập theo lời tôi nói nha. Chúa Giê-xu ơi, con yêu mến lời của Chúa lắm. Con sẽ đọc lời của Chúa mỗi ngày. Xin giúp đỡ cho con. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Kính mời quý vị cùng an tọa. Thưa Hội Thánh, thoát khỏi đời sống ba chìm bảy nổi. Tại sao cái đời sống ba chìm bảy nổi lên đên, hồi nãy là chính lên đên, hay quá, cái ngạn ngữ này nó quay tới có thêm câu sau thì nó mới để ý. Thì tại vì ma quỷ nó biết cái điểm yếu của một con người bình thường. Có ba điều mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là gì? Đó là sự lo lắng, đó là sự nghi ngờ, và đó là sự sợ hãi. Ba điều này làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Ba điều này nếu như cơ đốc nhân không tránh á, thì chúng ta cũng sẽ lên đên, chính lên đên, chúng ta cũng ba chìm bảy nổi, có khi vậy có khi khác. Nhưng mà tại sao hồi sáng này thì tôi cảm ơn Chúa vì một con gái Chúa nói rằng thấy một sư lúc nào cũng khỏe, cũng vui. Thì thưa quý vị, tôi nắm được cái bí quyết này nè, và tôi muốn truyền đạt lại cho quý vị. Quý vị biết rằng ma quỷ nó luôn dùng ba điều này để tấn công cơ đốc nhân và làm cho chúng ta bị trội sụp đó. Cho nên chúng ta nắm được cái bí quyết rằng có ba cái đừng. Cái người chúng ta sống đây đó, chúng ta có người chung thì nói là người ta có ba cái cô. Ba cô là cô đường, cô mỡ, với lại cô máu là cao máu đó, cao đường, cao mỡ, phải không ạ? Ở đây thì có ba cái lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi. Và ba cái điều này chúng ta tránh được thì quý vị sẽ
cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta nói đến điều thứ nhất, lo lắng. Quý vị, có ai trong chúng ta mà không lo lắng không? Cái sự lo lắng của chúng ta mà có Chúa đó, thì cái sự lo đó là cái sự chuẩn bị hơn là cái sự có tiền rồi cũng lo, khỏe cũng lo, con cái vô đại học rồi cũng lo. Tại vì cái số đó nó lo, ta nói vậy đó. Cái người đó sinh ra ở cái vị trí thứ tư trong nhà thì gọi là tư lo, năm lo, bảy lo. Quý vị, nhưng quý vị thấy ở đây Chúa dạy chúng ta là đừng lo lắng. Tại sao? Từ câu 22 cho đến câu 28 á, tôi đếm á, có ít nhất là 5 lần Chúa nói đừng lo lắng. Chúa Giêsu biết cái sự lo lắng là cái điều mà từ khi mà đứa trẻ sanh ra nó đã khóc rồi. Bỏ qua cái yếu tố về y tế, sanh ra dĩ nhiên nó khóc để cho phổi nó nở, nhưng mà nó ra đời nó đã khóc rồi, nó thấy cuộc đời của nó. Làm sao mà ra đời mà cười được, nó không thấy cuộc đời phía trước đầy gian khổ, người ta ví von như vậy. Cho nên cuộc đời của một người không thể nào mà tránh được sự lo lắng. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy tất cả chúng ta về điều này. Thật ra thì cái sự lo lắng đó nó có một cái nguy hiểm là nó làm cho chúng ta không tập trung vào Chúa nữa. Anh chị em có muốn thoát ra khỏi sự lo lắng không? Chúa Giêsu đã có một cách cho chúng ta để cho chúng ta ra khỏi cái sự lo lắng đó. Đó là dễ lắm. Chút nữa đi ra ngoài bãi xe đó, kiếm mấy con chim á, hay là chạy qua bên cái thư viện á, nó có mấy con công á, chúng ta nhìn mấy con công, nó mặc đẹp lắm, giống như Kinh Thánh. Chúa Giêsu là một thầy giáo, một nhà sư phạm lỗi lạc. Ngài dùng cái hình ảnh con quạ đó, nó không có cái gì hay ho gì ở đây hết. Quý vị, nó đang thui à, mà con quạ là gì? Con quạ là nó tham ăn lắm. Quý vị có nhớ trong cái câu chuyện các vua nói về ông Eli, Chúa đã nuôi Eli bằng con quạ trong 3 năm phải không ạ? Con quạ nó tha bánh đến cho Eli, và trong gần ấy năm mà cái con vật nó tham ăn như vậy mà Chúa dùng nó để nuôi Eli. Thì ở trong Kinh Thánh Chúa cũng nói rằng Ngài mặc cho những cái con chim áo thiệt là đẹp, cho đến nỗi một vị vua khôn ngoan nhất thế giới ông cũng ước ao mặc đẹp như vậy. Rồi thì mấy cái con vật đó, rồi nó sống hôm nay một cái tuổi đời của con chim nó chỉ vài tuần thôi, rồi nó cũng chết. Mà Đức Chúa Trời còn mặc cho nó những cái áo thiệt là đẹp. Thì quý vị quý hơn nhiều chim sẻ. Chúa đã cho chúng ta một cái bí quyết, đó là hãy nhìn vào Chúa. Và khi chúng ta nhìn vào Chúa là chúng ta biết rằng Ngài là đấng lo liệu cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không còn lo lắng nữa. Dễ không quý vị? Dễ. Muốn như vậy thì chúng ta trở lại với làm sao để không lo lắng. Chúng ta hãy đọc lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta rằng dừng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Khi mà Chúa phán rằng Ngài ban nước thiên đàng cho chúng ta thì bao gồm tất cả ở trong mọi sự rồi. Chúa nói một câu mà chúng ta suy nghĩ cái câu Kinh Thánh đó. Vì sao Chúa nói là ta ban nước thiên đàng cho các ngươi? Như vậy là gì? Khi chúng ta có thường nghe nói là thiên đàng địa giới chưa? Người ta nói rồi qua Mỹ đó là đi vào thiên đàng trên đất. Quý vị có thấy chưa? Dĩ nhiên cuộc sống nó tốt hơn, nó vui hơn, nó phước hạnh hơn, nó đáng sống hơn, thì ta nói là thiên đàng. Nhưng mà thiên đàng trong luật, trong lời của Đức Chúa Trời đó, nó vĩ đại lắm, nó lớn lao lắm. Và Chúa phán rằng Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi điều ở trong Chúa Giêsu. Khi Chúa nói đến Ngài ban nước của Ngài cho chúng ta, có nghĩa là bao gồm tất cả trong đó rồi. Giống như chúng ta, tôi mới đi máy bay về. Ở trên máy bay đó, tôi không phải mua nước uống, tôi không phải mua snack để tôi ăn. Mà các cô tiếp viên họ đẩy cái xe tới, mặc dù vé rẻ hay vé mắc gì, người ta cũng được ly nước, không, được cái snack. Tôi không phải móc tiền ra tôi trả thêm. Rồi thì quý vị, tất cả nguyên cái gói đó khi mà mình trả rồi, mình lên máy bay mình ngồi thì cứ đi tới cái chỗ mà mình muốn đi. Thưa quý vị, hành trình theo Chúa Giêsu đã trả hết cho quý vị rồi. Cho nên đó là lý do chúng ta không phải lo lắng gì hết. Glory free. Chúng ta không còn, chúng ta sống ở trong một cái đời sống không còn lo lắng nữa. Bởi vì Chúa Giêsu đã trả cho chúng ta một cái gói đầy trọn ở trong đó rồi. Còn lo chi nữa quý vị? Trong sự ký thứ nhì đoạn 6 câu 20, nguyện bắt Chúa ngày đêm đoái xem nhà này. Vì về nhà này Chúa đã phán rằng ta sẽ đặt danh ta tại đó. Khi tôi tới Chúa hướng về nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa dũ nghe.
phương cách để cho chúng ta đừng lo lắng nữa, đó là hãy đến với Chúa và trao mọi điều lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên Chúa dạy chúng ta đừng lo lắng. Quý vị nói đi, tôi sẽ không còn lo lắng nữa. Bởi vì ở trong Chúa, Ngài đã trả cho chúng ta mọi sự rồi. Đúng không ạ? Ngài đã trả cái gói trọn cho chúng ta rồi. Cho nên quý vị, câu hỏi là nếu lo lắng thì thường có giải quyết được gì không? Quý vị lo, quý vị có giải quyết được gì không? Thường thì là không, phải không ạ? Tại lo thì cũng đâu có giải quyết gì, quý vị lo nó vẫn đó, nó nằm ở đó thôi, quý vị lo làm gì nữa? Lo giùm Chúa hả? Chúng ta vẫn lo lắng, đó là cái bản năng của chúng ta. Mặc dù Chúa cứu chúng ta rồi, nhưng mà cái bản năng chúng ta vẫn lo là sao? Vợ tôi biết là ngày hôm qua đó, nếu như ta không lấy kịp chuyến bay đó, thì tôi sẽ về khuya hôm qua, chứ không phải chiều hôm qua. Mà nàng thương tôi quá, nàng ngủ, nàng tới Virginia xong, đến 5 giờ sáng nàng mới ngủ là, hỏi anh ra phi trường chưa, nó đi ra rồi. Em 5 giờ sáng em ngủ được, tại vì em lo là anh sẽ không có bay về kịp với hội thánh. Cái sự lo đó tốt, nhưng mà cái sự lo đó nó vẫn đeo đuổi chúng ta, phải không ạ? Đeo đuổi, cái sự lo đó là tốt cho một người cưu mang. À, nhưng mà cái làm sao để ra khỏi cái sự lo lắng đó? Nếu như chúng ta biết rằng khi chúng ta cầu nguyện và giao phó cho Chúa hết rồi, Ngài ban nước của Ngài cho chúng ta. Cho nên có lo nó cũng vậy hả? Chúng tôi lên máy bay, chúng tôi được tự chọn ghế, nhưng mà miễn là lên trước. Cho boarding group á, thì lên group 1, group 2, group 3, group nào lên trước thì group đó sẽ tìm được chỗ ngồi. Chúa để ba cái ghế sẵn cho chúng tôi, ngay vừa bước ra cái cánh đó ba là ba cái ghế sẵn. Chúng tôi lấy làm đạo, sống ai chọn cho những cách để ba cái cho ba và vợ chồng và đứa con. Rồi bận về á, chúng tôi đi qua một cô ngồi cho trong cái cũng là ba cái ghế mà cô ngồi một ghế rồi. Cô hỏi, cô muốn lấy ba chỗ này không? Tôi ngạc nhiên quá, mà Yahoo phát hiện ra thì Yahoo nói dạ muốn. Cô đó là tiếp viên của Southwest và cổ đã xong nhiệm vụ rồi thì cổ tìm một chỗ trên máy bay để cổ đi đến cái trạm về của cổ, thì cô nói ngồi đi. Và chúng ta đã đi qua khỏi cái hàng ghế đó rồi, chúng ta quay lại, chúng ta ngồi khuýt vô trong ba cái ghế đó. Tôi nói với vợ tôi, Chú lo cho mình hết rồi em. Và tôi nói amen, rồi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Quý vị, đời sống theo Chúa như vậy có gọi là ba chìm bảy nổi không? Toàn là 9 bay với lại 3 bay với lại 7 bay luôn, chứ không có chìm nổi gì lên, không có lên đên gì ở đây, mà toàn là 3, 7, 9 bay không à. Phải không à? Cảm ơn Chúa, cho nên lo lắng không giúp gì được cả. Giao cho Chúa hết, bởi vì Ngài đã trọn gói cho chúng ta rồi. Vì thế Chúa Giê-xu đã có một đảm bảo chắc chắn, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn lo mặc thể ấy, huống chi các ngươi. Chúa lo cho mọi vật thọ tạo của Chúa, mà nó có cả tỷ cái bông hoa trên thế giới mà Chúa còn mặc cho nó những cái màu sắc như vậy, huống chi là đời sống của chúng ta. Ôi, tôi thấy sáng hôm nay những khuôn mặt của quý vị đều đặc biệt ở trong Chúa hết, từ cô Hương, cô Mai đến thầy Tịnh, anh Tịnh, gia đình của Tammy, gia đình của Hiếu, của Yến, tất cả chúng ta đều là những cá nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa đều quý chúng ta hết, và Chúa mặc cho chúng ta những cái phong cách khác nhau tuyệt đẹp, và Chúa vẫn sẽ bồng ẩm chúng ta cho đến cuối cùng. Điều thứ hai mà khiến cho một người ba chìm bảy nổi á, lên xuống bất thường á, xa ngã yếu đuối, cảm thấy mình vô giá trị đó, là bởi vì nghi ngờ. Từ cái thực tế của sự lo lắng, nó sẽ dẫn đến nghi ngờ. Khi mà chúng ta lo lắng biết Chúa có cùng mình không nữa, không biết Chúa có chu cấp cho mình đủ không, bắt đầu mình nghi, biết có Chúa thiệt không, không biết là có Chúa trong cuộc đời này không. Tôi nghi ngờ quá. Đó, cái sự nghi ngờ đó, ma quỷ nó gieo vô trong đời sống của chúng ta. Cho nên điều thứ nhất là đừng lo lắng. Thì không lo lắng thì nó sẽ không dẫn chúng ta đến sự nghi ngờ. Và chúng ta nói đến cái sự nghi ngờ, Chúa Giê-xu đã đưa dân sự Chúa bước sang vấn đề kế tiếp, đó là Ngài dạy họ về cái sự tích đức tin của họ. Ngài nói, đây là cái bài giảng trên núi. Tiếp theo ở Matthew đoạn 5 á, thì Luca đoạn 12 cũng nói về, có người thì nói rằng đây là bài giảng trên núi của Chúa, đây là bài giảng thứ hai sau bài giảng trên núi, thì nó cũng có cái ý giống nhau. Hỡi kẻ yếu đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời, nãy chúng ta đọc rồi đấy ha, Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi. Chúa gọi ít đức tin ở đây á, không phải là Chúa trách, nhưng mà Chúa nói bây giờ con phải ra khỏi
cái sự nghi ngờ đó đi. Nghi ngờ Chúa là tội phải không ạ? Nhưng mà Chúa nói rằng thay vì nghi ngờ thì bây giờ cứ tin, cứ nhìn vào những thiên nhiên, nhìn vào thiên nhiên mà thấy cây cỏ mà Chúa còn cho nó mặt đẹp, thì huống chi là chúng ta. Chúa chỉ dạy chúng ta qua bài học thiên nhiên thôi, thì chúng ta sẽ không còn nghi ngờ Chúa nữa. Chúng ta có thể đi ra vào ngoài trời vào ban đêm, chúng ta nhìn lên bầu trời, khỏi cần nói gì hết, nhìn lên trời thôi, biết rằng có Đức Chúa Trời đó. Nói có vũ trụ bao la, chúng ta ra biển thấy mình nhỏ xíu, nhỏ bé mà, phải không ạ? Một chiếc tàu sân bay nó thiệt là lớn, nó đi giữa biển mà tôi nghĩ là biển mà sóng lên một cái tàu sân bay mà cỡ nào nữa. Biển mà nó, tại người ta có đo cái cường độ của cái sóng mà nó mạnh nhất như thế nào để ta chế là chiếc tàu sân bay. Cho nên chiếc tàu sân bay mà nó vượt qua khỏi cái số đo của các nhà khoa học á thì nó vẫn chìm như thường, bởi vì giữa đại dương cái tàu sân bay mình bay trên cao nó có chút xíu à. Và đối với chúng ta thì nó vô cùng lớn lắm. Và Chúa, chúng ta cứ nhìn lên bầu trời, nhìn ra biển thì chúng ta không nghi ngờ gì, bởi vì có Đức Chúa Trời hiện hữu trong đời sống này. Điều gì khiến chúng ta nghi ngờ và vô tín? Quý vị, thường á khi chúng ta gặp nan đề á, chúng ta chạy đến nỗ lực tìm kiếm sự trợ giúp của người khác. Thường mình gọi điện thoại, mình hỏi ơi có thể giúp tôi được không, mình chưa cầu nguyện gì hết trơn á, mình gọi điện thoại. Cái đó là thói quen của chúng ta, đó là cái sự bày tỏ của cái sự nghi ngờ á. Thay vì mình cầu nguyện rồi Chúa sẽ chỉ mình phải làm gì, gọi này là cứ gọi điện thoại kiếm các mối quan hệ trước. Thường thì chúng ta có cái hành động đó, cái hành vi đó. Rồi còn một cái nữa là tìm các mối quan hệ với con người thay vì xây dựng mối liên hệ đó với Đức Chúa Trời. Chúng ta học cái gương của ông Daniel và ba bạn á, khi mà Nebuchadnezzar ra một cái chiếu lệnh là họ phải giải được cái mộng của ông vua này, khó chịu lắm. Ông nằm chiêm bao mà không kể cho những cái người giải mộng cho mình. Ông ấy tự nghĩ ra đi thì giải mộng cho ông, khó chịu không? Cho nên đó là lý do mà ông giết hết tất cả các thuật sĩ luôn ở trong xứ Babylon. Ông nuôi ăn trả lương hậu hĩnh mà tới hồi không giải được mộng, ông đi đây đi giết hết. Trong đó có luôn Daniel và ba bạn. Nhưng mà quý vị xem ba bạn Daniel và Daniel đó làm gì? Họ về nhà, họ cầu nguyện với nhau. Họ cầu nguyện với nhau bởi vì họ không nghi ngờ Đức Chúa Trời. Họ về họ tìm kiếm Chúa trước à. Chứ họ không có đi kiếm những tiên tri trước đó, hỏi ông có kinh nghiệm gì không, nói cho tôi biết đi cái vấn đề này sao. Nhưng mà họ đã đến với Chúa và cầu nguyện. Cho nên ông bà anh chị em, khi chúng ta gặp hữu sự thì điều đầu tiên chúng ta là gì? Kết nối với Đức Chúa Trời, đến với Chúa Giê-xu để Ngài dẫn dắt chúng ta cầu nguyện trước tiên. Đừng có liên lạc gì với ai hết trơn á, vô phòng đóng cửa lại cầu nguyện với Chúa trước tiên nha bà anh chị em. Rồi bây giờ chúng ta đi qua điều thứ ba, thưa quý vị và chị em. Chúng ta điều gì giúp cho chúng ta có đức tin đây? Vì tôi nói quý vị thiếu đức tin, bây giờ quý vị làm sao có đức tin? Chúng ta hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Quý vị nhớ ở trong Matthew đoạn 4:4 hồi nãy người hướng dẫn có nhắc cho chúng ta khi Chúa Giê-xu bị cám dỗ, bị ma quỷ cám dỗ, nó kêu Chúa hóa đá thành bánh cho Chúa. Lúc quý vị đói á, Chúa Giê-xu cũng là con người, lúc đói thì ma quỷ nó đến nó cám dỗ Chúa, kêu Chúa hóa bánh, hóa đá thành bánh cho nó thấy. Lúc đó nhu cầu là của Chúa Giê-xu kiêng ăn 40 ngày thì đói lắm. Và đứng trước cái điều đó thì Chúa phán với ma quỷ như thế nào? Thì có lời chép rằng người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đây là câu gốc của chúng ta, tôi nhớ cái câu gốc của Hội Thánh Matthew đoạn 4:4, nhớ nha. Lúc mà chúng ta không có đức tin đó, đừng đi bới cơm ngồi ăn, đừng rủ đi Starbucks để cho tôi uống cho tôi tỉnh táo. Hay có những người có thói quen là đốt thuốc, rít thuốc á, đi ra ngoài sau hè đứng đốt họ, tôi không biết tôi đốt bao nhiêu cái gói thuốc rồi, nhưng mà lo thì vẫn lo hả, lú thì vẫn lú thôi, phải không ạ? Nhưng Kinh Thánh lời Chúa dạy rằng chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời. Ở trong mỗi kỳ thi á, tôi học bài xong rồi á, tôi nhớ lúc là tôi còn trẻ, còn sinh viên đại học á, tôi đọc Kinh Thánh. Bởi vì đọc Kinh Thánh, Đức Chúa Trời sẽ mở trí của mình để cho mình học giỏi hơn. Rồi. Cho nên quý vị hãy nhớ đọc lời Chúa. Quý vị nói đi, tôi sẽ đọc lời Chúa mỗi ngày. Tôi sẽ ăn bánh hàng sống. Quý vị nhớ nghe, ăn bánh hàng sống trước khi ăn sáng. Nhớ đọc Kinh Thánh trước khi ăn sáng. Có vị mục sư nói rằng tôi sẽ không ăn sáng trước khi tôi đọc Kinh Thánh.
cho nên là ông đọc Kinh Thánh trước rồi ông mới đi ăn sáng. Nhớ nha, quý vị nói là Chúa nhớ hết á. Quý vị hứa với Chúa điều đó, đọc lời Chúa trước khi đi ăn sáng, nhớ. Bởi vì lời Chúa là sự sống cho những ai tìm được nó. Dạ, chúng ta đi qua phần cuối cùng là chúng ta sẽ đố Kinh Thánh. Điều thứ ba, ma quỷ nó lợi dụng để nó khiến cho chúng ta bị ba chìm bảy nổi, chín lên đơn. Đó là sợ hãi. Người ta thống kê rằng một người có khoảng 100 nỗi sợ. Sợ chuột, sợ gián, sợ mèo, sợ chó, sợ thời tiết, sợ độ cao. Quý vị có sợ độ cao không? Leo lóc nhà leo lên, có người lên không dám lên. Có cái phim đó, cô bước chân lên, cô bỏ chân xuống, cô bước chân lên, bỏ chân xuống, không dám lên cái thang máy và đi lên, đi ra cầu thang máy để đẩy cô vô cái thang máy đó, đứng lên một cái lên tới kia. Rồi có người thì lên cái tầng 60 tầng, 100 tầng đó, đứng run quá, đứng trên thang máy rồi mà nó mới lên như vậy, phải nhắm mắt lại tại sợ quá. Rồi quý vị biết ở bên Trung Quốc có cái cầu mà cái cầu bằng thủy tinh đó. Muốn đi qua đây, đây qua đó, đi qua cái cầu thủy tinh đó. Có một người đang đi tung tăng, cái phát hiện ra, cái đứng sững lại, bắt đầu khóc, bắt đầu quỵ xuống. Người ta phải kéo đi, kéo đi mà lết đi tới cái chỗ đi, quý vị. Có người sợ độ cao quá là ma quỷ đánh vào cái chỗ đó đó. Có người thì sợ ma. Có người sợ ma. Khi mà đi đám tang thì đến cái nhà hoàng, thôi đi về. Đâu đi về, về làm gì? Kiếm toilet. Tại vô nhà hoàng có cái restroom đó rồi, vô đó một mình không dám, phải rủ người khác đi. Tối về cũng không dám đi luôn, mở cửa tan quang luôn, cho mọi người ở trong nhà cái không khí đó mở cửa, tại vì sợ. Quý vị, cái sự sợ hãi đó, cái sự sợ hãi đó, nó là cái gốc để làm cho cản trở chúng ta đi với Chúa, mà mọi người nó đánh vào cái sự sợ hãi đó. Đổi tiền cũng sợ, đó cũng là một trong sự sợ hãi. Đổi tiền rồi bắt đầu lo lắng. Rồi gì nãy cũng bị hỏng gì, lo lắng, rồi đến nghi ngờ, rồi đến gì sợ hãi. Có phải là ba cái điều để làm cho cơ đốc nhân đi xuống không à? Ba chìm bảy nổi, chín lên đên chứ gì nữa. Cho nên để thắng hơn sự sợ hãi, đó là nhìn xem Đức Chúa Giê-xu. Và Chúa phán rằng, hỡi đàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì cha các ngươi đã vui lòng ban vương quốc của Ngài cho các ngươi. Chúng ta nói đi, ban vương quốc. Chúa nói câu này không phải là Chúa nói cho có đâu nha. Chúa ban vương quốc đó. Yêu quý vị là cha mẹ, quý vị sống về với Chúa rồi. Ví dụ quý vị sẽ viết một cái trust, một cái gọi là cái gì quý vị, di chúc đi ha. Quý vị viết di chúc, quý vị viết di chúc mà quý vị có giấu gì không? Có giấu tài sản ở trong tường, trong nhà, nó quỷ nói hết tất cả ở đâu quý vị trước khi đi xa mà, phải không à? Quý vị cho con của mình cho cái di chúc đó là cho hết luôn, từ A đến Z luôn, A đến Z luôn, tất cả chúng ta không có giấu gì hết trơn. Đó là tình thương của chúng ta dành cho con cái, có anh Tịnh, phải không? Vâng, có cái gì ráng móc ra hết, đây là tài sản mà cha để lại. Đức Chúa Trời cũng vậy, qua cha mẹ và gia đình con cái, chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại chúng ta. Ngài phán rằng, vì cha các ngươi đã vui lòng ban vương quốc của Ngài cho các ngươi, biết được điều này sẽ không còn sợ nữa. Ngài ban vương quốc của Ngài cho chúng ta có uy quyền và thẩm quyền luôn trong đó nữa. Cho nên quý vị có bao giờ quý vị hãnh diện về cái thành tích của mình chưa? Ngày xưa tôi chạy nhanh lắm, ngày xưa tôi bơi hay lắm, ngày xưa phải không ạ? Nhưng mà nó cái hãnh diện, những cái huy chương, những cái trophy, những cái mà quý vị lãnh được đó, đó là cái sức của chúng ta đưa ra là con cháu nó để, phải không ạ? Chúng ta hãnh diện về Chúa của chúng ta, và Chúa cũng hãnh diện về chúng ta, các bạn, bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta vương quốc của Ngài, là nó bao gồm tất cả những gì ở trong đó cho quý vị rồi. Cho nên chúng ta không còn sợ hãi nữa. Chúng ta cùng đứng lên và đọc ở trong Ê-sai đoạn 55 câu 1. Đây là một câu kinh thánh rất là tuyệt vời cho chúng ta. Xin bắt đầu. Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến nguồn nước. Và ai không có tiền, hãy đến mua và ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền và không phải trả tiền. Thưa hội thánh, cái giao dịch này có thiệt ở trong xã hội không? Ở đâu chị chỉ với? Có không? Cái mét chợ từ thiện đó dễ thương lắm quý vị, 2.000, 3.000 vô ăn được bữa ăn rồi. Nhưng mà ở đây đó, đặc biệt đó là Chúa nói, Chúa phán. Quý vị có bao giờ đi mua cái gì mà không cần tiền không? Mà được không?
cho free là có cái móc câu không à, thường thường cuộc đời là như vậy phải không à, của nhà nước, của nhà nước phải không đó, bởi vì người ta tin Chúa người ta mới tốt vậy đó phải không à. Dạ, ở đây Chúa dùng cái hình ảnh này để cho chúng ta một điều rằng hãy những kẻ nào khác hãy đến với nguồn nước, và khai không có tiền hãy đến mua và ăn, hãy đến, tôi thích cái chỗ này là hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, mua mà không cần tiền là tại vì có một người đã trả rồi. Quý vị có phước ban á, là có người đã trả cho quý vị rồi. Người đó học gương Chúa Giê-xu đó, dễ thương lắm, người Mỹ dễ thương lắm, xã hội Mỹ tốt lắm, bởi vì họ là hậu duệ của những người tin kính Đức Chúa Trời. Họ học cái câu Kinh Thánh này nè, phải không à? Cho nên Chúa Giê-xu đã trả cho chúng ta tất cả rồi, và bây giờ chúng ta đến để nhận thôi. Amen không à? Bây giờ chúng ta cùng đến với Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa ba điều. Con sẽ không lo lắng nữa, con sẽ không nghi ngờ nữa, và con sẽ không sợ hãi nữa. Ba điều này sẽ làm cho chúng ta ba nổi, bảy nổi và chín nổi luôn, chứ không có chìm hay là lên đơm gì đây nữa. Amen không à? Và chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài hồi sáng hôm nay.